gửi cho tăng sĩ nằm sương roi tuyết, giá ngựa bọc thay, giặc rỡ móng tàn sắc nhiễu như. Trận tình Lê Nguyên đã hy sinh một phạm cử chính, chưa thường ngày đêm lo lắng, đối địch đương đầu, đối giặc ngoại xâm. Tương công, người hãy tĩnh dưỡng cho khỏe, kẻo hao gầy dốc ngọc mình già. Dạ, có Trần Cương trở về. Vậy à, cho vào. Thank you.
dặn tôi có tướng cân mới con vừa có hiểm nguy và trở về đây chịu tội xin người má lương khoan dung tha thứ tội con.